Chào mừng cả nhà thân yêu, mình đến với kênh YouTube Nhà Đất Nguyễn Đoàn, chuyên bán những căn biệt thự cũng như là những căn nhà phố đẹp với một mức giá vô cùng hợp lý. Ngày hôm nay em Huyền mời cả nhà mình di chuyển về ngay tại phường 11 của quận Tân Bình, và ngay theo hướng tay em này là đường Phạm Phú Thứ này ha. Mình di chuyển vào không gian của căn nhà mình chỉ có 20m thôi, một khu vực giao thông đi lại rất là thuận tiện, và mình nằm trong một khu vực toàn là những căn nhà cao tầng. Từ đây mình muốn di chuyển ra khu vực ngã tư Bảy Hiền cũng như là bệnh viện Thống Nhất, gần lắm luôn, chỉ có 5 phút thôi. Ra sân bay Tân Sơn Nhất chỉ có khoảng 3 km. Mình nằm trong một cái khu vực phải nói là vị trí đẹp, vị trí vàng luôn. Ngày hôm nay mình sẽ cùng em Huyền khám phá xem là vẻ đẹp của căn biệt thự hoành tráng với sự kiên cố, chắc chắn, và trên một khuôn viên đất đẹp vô cùng luôn, ngang 9, chiều dài lên tới 2 năm, và có hướng đông nam với một mức giá vô cùng hợp lý. Mình sẽ biết được mức giá của căn biệt thự này thì khách cùng em mình vào bên trong để khám phá cho không gian của căn biệt thự này ha. Vị trí giao thông đi lại thuận tiện và nằm trên một khuôn viên đẹp, còn chần chờ gì nữa, nên là nếu mà khách yêu thích căn biệt thự này thì nhấc máy gọi ngay với em Huyền để mình làm việc ngay căn biệt thự này ha. Không gian phía bên ngoài là khu vực sân này, mình có thể để xe gắn máy giống như gia chủ, và khu vực xe hơi. Cả nhà chỉ cần bước tới đây thôi, cũng giống như là em Huyền đang ở trong không gian của căn biệt thự này, thì em cảm thấy là điều đầu tiên khi bước chân vào không gian của căn biệt thự là em cảm thấy hoành tráng, bề thế và sang trọng đẳng cấp. Bên trong còn rất là nhiều sang trọng và đẳng cấp nữa, thì cả nhà hãy cùng em Huyền mình hãy coi hết video này với em Huyền, và cho em xin một nút đăng ký kênh Nhà Đất Nguyễn Đoàn ha. Không gian phía bên ngoài xe hơi mình di chuyển giống như gia chủ này, nằm trên một khuôn viên đất ngang chín, một khuôn viên đất phải nói là rất là đẹp luôn ha. Không gian lối đi vào cửa chính nhà mình, hai cây cột sừng sững hai bên tạo nên một nét đẹp bề thế trên không gian của căn biệt thự hướng đông nam. Và tất cả các chất liệu gỗ gõ đỏ cao cấp được sử dụng trên không gian nhà mình. Những bộ cửa này là bộ cửa nguyên khối ha, được gia chủ mình đặt này, được những cái họa tiết rất là tỉ mỉ tinh tế. Lối đi vào bên trên không gian nhà mình là đã thấy hoành tráng này, bề thế đẳng cấp sang trọng rồi. Không gian cánh cửa đã mở ra thì em mời cả nhà mình di chuyển vào bên trong để mình khám phá không gian của căn biệt thự hoành tráng bề thế này ha. Đẹp và sang trọng như này, khách đừng bỏ lỡ cơ hội để mình sở hữu được không gian của căn biệt thự với một vị trí VIP, vị trí thuận tiện, phải nói là vị trí vàng luôn ha. Không gian phía bên ngoài là khu vực tiếp khách của nhà mình, bộ bàn ghế là điểm nhấn trên không gian này. Bộ bàn ghế này là được gia chủ mình sử dụng là chất liệu gỗ cẩm lai có giá trị lên tới 700-800 triệu, nhưng mà bộ bàn ghế này nếu mà khi mình sở hữu căn biệt thự này, mình mà muốn sở hữu luôn bộ bàn ghế đẹp sang trọng hoành tráng này thì mình có thể là thương lượng với chủ nhà với một mức giá tốt nhé. Còn nội thất bên trong thì gia chủ sẽ mang đi, nếu như mình yêu thích thật sự thì mình có thể là thương lượng với chủ nhà. Vâng, cả nhà có thể thấy là tất cả các chất liệu gỗ trên không gian này, cũng như là những điểm nhấn, những họa tiết, từ những họa tiết nhỏ cũng như là bên trên hệ thống đèn trần cũng được gia chủ mình thiết kế vô cùng đẳng cấp và sang trọng, tinh tế ha. Gia chủ xây căn biệt thự này để ở nên là với một độ chắc chắn, tinh tế và sang trọng. Không gian phía bên đây cũng có những điểm nhấn này, những bức tranh bằng đá tự nhiên ha. Khu bên ngoài này là mình có một chiếc tivi to làm điểm nhấn, mình khách ngồi chơi có thể là xem tivi trên không gian này. Cả nhà thấy những điểm trang trí này, những cái đây đều được là gia chủ mình ốp gỗ vô cùng chắc chắn ha. Những điểm nhấn họa tiết này, cả nhà giống như em Huyền, em đang có mặt trực tiếp trên không gian này là em cảm nhận được điều đầu tiên là sang trọng, tinh tế và chắc chắn vô cùng. Và em hy vọng là cả nhà khi xem trực tiếp căn nhà này cũng có cảm nhận giống như em. Không gian nhà mình có hai lối, một lối di chuyển vào bên trong này là khu bếp, và một không gian phía bên đây là kết hợp một căn phòng lớn để kết nối những thành viên trên không gian này ha. Không, thật sự là thật là nhiều điểm nhấn, thật là nhiều màu sắc, nhưng mà đơn giản nhẹ nhàng nhưng mà toát lên một vẻ đẹp phải nói là thanh lịch, lịch sự, hoành tráng luôn ha. Những điểm nhấn này, những cái tủ này được gia chủ mình thiết kế rất là chắc chắn, mình có thể là để những kỷ niệm chương trên không gian này ha. Tủ này toàn là những cái chất liệu vô cùng bề thế thôi. Một bộ bàn ăn với giày lên tới 10 15 đấy thì nhìn cả nhà. 15.
nên không gian này vô cùng thoáng mát. Bên trên là những bức phù điêu được đắp rất là tinh tế này, những bức tranh bằng đá tự nhiên. Dù là đá tự nhiên nhưng mà luôn luôn toát lên một vẻ đẹp sang trọng cho không gian phía bên dưới này ha. Khi mà khách đến tận nơi thì khách sẽ cảm nhận được vẻ đẹp cũng như là vị trí, cũng tất cả trên toàn bộ không gian của căn biệt thự với hướng đông nam này. Và mức giá bao nhiêu ạ? 45 tỷ vẫn còn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà trên không gian này. Và khu bếp nấu ăn của nhà mình được bố trí rất là hài hòa, hợp lý ha. Mặt dựng của mình cũng dễ dàng lau chùi, sạch sẽ này, thông thoáng. Căn biệt thự này thật sự rất là thông thoáng luôn ha, với hướng đông nam, hướng mát mẻ cả ngày luôn. Những khách hàng nào mình đang tìm những căn nhà với hướng đông nam và mức giá 45 tỷ nếu mà phù hợp với tầm tài chính của nhà mình thì khách hãy nhanh tay nhấc máy gọi ngay với em Huyền. Vâng, em Huyền đi review rất là nhiều rồi, có những căn nhà với gia chủ trang trí rất là nhiều họa tiết, nhưng mà có những căn nhà đơn giản, nhẹ nhàng nhưng thật sự tinh tế, giống như là không gian của căn biệt thự ngang 9 dài 25 này. Một trệt và 3 tầng lầu, có 9 phòng ngủ và 10 khu vực nhà vệ sinh, có phòng karaoke, giải trí. Không gian lối đi lên trên của nhà mình cũng được bố trí rất là hài hòa, hợp lý ha. Các chất liệu đá, đây là đá tự nhiên được gia chủ ốp từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên ha, tạo nên một khoảng sang trọng cho lối đi lên trên. Mình cùng em lên trên để khám phá tiếp nhé. Mình cùng em Huyền đang ở trên không gian tầng đầu tiên. Trên không gian tầng đầu tiên mình có 5 phòng ngủ lớn và một khu vực để mình kết nối những thành viên trên không gian này ha, khu vực chiếu nghỉ. Về bề ngang mình tới 9m nên là sự bố trí kết hợp các phòng ngủ rất là hài hòa, hợp lý, thông thoáng cho từng tầng một ha. Mình vào căn phòng master đầu tiên với em nào. Vâng, em Huyền đã giới thiệu cho mình cũng được một nửa không gian của căn nhà này rồi. Cả nhà thấy căn biệt thự này thế nào ạ? Hoành tráng không ạ? Đẹp không ạ? Đơn giản nhưng rất là tinh tế phải không? Đây là có những cái bức tranh này, mỗi căn phòng đều có những bức tranh bằng đá tự nhiên để tạo nên những điểm nhấn, điểm xuyến, làm cho không gian của mình thêm đẹp và sang trọng hơn. Chất liệu các loại gỗ ở trên đây thì cũng được gia chủ mình sử dụng rất là nhiều. Từ những cái con tiện đường chỉ này này, gia chủ đều sử dụng hết là chất liệu gỗ ha. Không gian phía bên ngoài cửa cũng được dát vàng. Phía trước nhà mình là khu vực chung cư và ngay 20m là mình đã ra tới Phạm Phú Thứ rồi. Những chiếc giường, những điểm nhấn trên toàn thể không gian căn phòng được ốp gỗ hết này ha. Rất là đẹp luôn. Bộ cửa cũng được khóa cửa bằng vân tay này, các hệ tủ này. Liên thông vào bên trong là khu vực nhà vệ sinh, mình có bồn tắm nằm, khu vực tắm đứng này, không gian phía bên sau. Mình tiếp theo, không gian tiếp theo em. Căn phòng số 2 trên không gian này ha, cũng có khu vực nhà vệ sinh riêng tư này, các hệ tủ, và đây căn phòng này dành cho các bé. Cũng có những điểm nhấn đầy đủ hết ha. Các hệ tủ và cũng như là những điểm nhấn này, lối phía ra ngoài, phía ban công nhà mình. Gỗ cũng được sử dụng chất liệu rất là nhiều, bàn học cho các con. Và cả nhà cũng có thể thấy là gỗ được ốp cao luôn ha. Chủ nhà mình cũng chơi lớn luôn này. Sự tinh tế thể hiện và sự đẳng cấp sẽ thể hiện trong từng chi tiết nhỏ của căn nhà. Gỗ ốp cao lên tới 1 mét luôn. Và không gian phía bên đây mình sẽ có 3 căn phòng và khu vực nhà vệ sinh. Trên những không gian căn phòng này mình sẽ sử dụng nhà vệ sinh chung ở đây. Căn phòng nào cũng đều rộng và thoáng mát, giống như là một phòng khách sạn thu nhỏ ha. Đầy đủ tính năng tiện ích luôn. Khu vực nhà vệ sinh này và thêm một căn phòng. Gỗ sử dụng rất là nhiều luôn. Khi mình sử dụng gỗ nhiều, khi bước chân vào căn nhà thì mình cảm thấy vô cùng là thoáng mát và sang trọng. Không gian một căn phòng tiếp theo và có khu vực nhà vệ sinh. Trên không gian này mình có tất cả là 5 phòng ngủ. Cả nhà có thể thấy là từ những cái đường chỉ của cái ốp này thôi là đã thấy rất là trau chuốt rồi ha. Lối đi lên trên nhà mình, từ đây mình có thể nhìn thấy cái hệ thống đèn chiếu sáng cũng như là những điểm nhấn này. Lối đi lên trên với em nhé. Mình đang cùng em lên trên không gian tầng số 2. Trên không gian này có những gì? 4 phòng ngủ và có những
điểm nhấn trên không gian này ha, khu vực kết nối những thành viên trên không gian này. Thuận buồm xuôi gió, mã đáo thành công. Không gian bên trên này là những điểm nhấn của hai bức tranh. Không gian bên trên gia chủ mình thiết kế dành cho nhân viên ở trên không gian này, nên là mình có thể là coi như lướt qua và dành hẳn một phòng thờ trang nghiêm cho không gian bên đây, lối phía ra vào ngoài bên ngoài ban công nhà mình ha. Từ đây mình có thể ngắm nhìn toàn cảnh khu vực nhà mình này. Phía trước nhà mình là một chung cư rất là nhiều căn hộ ha, ngay khu vực trung tâm của Tân Bình luôn, phường 11. Những chiếc cột này được tỉ mỉ và chắc chắn này đó. Khách ưng căn nhà này thì nhanh tay nhấc máy gọi ngay với em để mình tham khảo trực tiếp không gian căn nhà này. Những đường chỉ trên bức tường cũng được gia chủ mình trau chuốt từng tí một này. Các hệ cửa, đây là những căn phòng dành cho nhân viên, nên là mình sẽ coi lướt nhanh qua khu vực này ha. Đây có những căn phòng này. Một bức tranh mã đáo thành công với giá trị cũng rất là cao. Và ở trên không gian này mình sẽ có hai căn phòng ở trên đây ha. Khu vực nhà vệ sinh riêng tư đầy đủ hết trong không gian này. Khách thấy không gian của căn biệt thự này có thích không ạ? Có hoành tráng không ạ? Nếu mà gia chủ có một mức giá hợp lý thì khách hãy nhanh tay nhấc máy gọi ngay với em Huyền. Gọi ngay với em Huyền sẽ có một mức giá tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Không gian tầng số 2 thì mình cùng em khám phá xong rồi. Bây giờ em mời cả nhà mình lên trên hát karaoke với em Huyền nhé. Với một không gian bên trên này đầy đủ tính năng sử dụng cho một căn nhà, khu vực tập thể dục thể thao trên không gian này và có khu hát karaoke, mệt mỏi nghỉ ngơi lên trên đây thư giãn, hát những bài hát yêu thích, quá là tuyệt vời. Không gian phía sau mình có cả khu nhà kho và lối đi lên trên tầng trên mái nhà mình. Bên trên tầng trên mái là hệ thống nước cũng như là năng lượng mặt trời cho toàn bộ căn biệt thự ngang 9-25 với hướng đông nam. Lối di chuyển vào bên trong không gian karaoke, những bài hát sẽ đến từ nơi đây. Không gian chào mừng cả nhà thân yêu mình đến không gian này nha. Một căn phòng rất là rộng luôn, có thể là thỏa mãn cái thú yêu thích ca hát của nhà mình, nhảy nhót, hát hò và một ly bia lưu rượu trên không gian này. Không gian quá là tuyệt vời, đầy đủ sân khấu, ánh đèn như là chất lượng âm thanh quá là tuyệt vời ha. Vâng, cả nhà đã cùng em Huyền khám phá nhanh qua căn biệt thự ngang 9-25 này, cả nhà có thấy thích không ạ? Nếu cả nhà thích thì hãy nhanh tay nhấc máy gọi ngay với em Huyền để mình sở hữu được không gian của căn biệt thự này nhé. Vẫn còn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà, sổ hồng đã cầm tay. Trước khi em giới thiệu đến cho cả nhà thì em đã xem xét đầy đủ rõ ràng về pháp lý của căn nhà này, nên là khách cứ yên tâm, những căn nhà trong kênh Nhà đất Nguyễn Đoàn pháp lý đều rõ ràng hết. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp.